Thí sinh cuối cùng chắc chắn đang rất lo lắng và chúng ta không thể làm điều gì khác ngoài việc cho cô ấy xuất hiện ngay bây giờ. Xin mời Minh Thảo. Hồi cấp 2 á, Thảo có tham gia là đội tuyển aerobic, chuyển lên cấp 3 để học thì nghỉ đội tuyển á, nhưng mà mình vẫn ăn như vậy nhưng mà mình không tập á thì nó sẽ phát phì lên. Cái bản tính của em á là cũng khá là tự tin, nhưng mà cũng có nhiều lúc em ra ngoài đường á người ta cũng chọc ghẹo, khi mình nhìn thấy những cái ánh mắt mà họ nhìn mình á thì mình giống như là cái không phải là của thế giới này, không phải là của mình. Có những cái show diễn mà em không được mời á thì đó cũng là một, em nghĩ một phần nào đó cũng là do cái ngoại hình của mình. Những cái vai mà em muốn diễn á thì em không có cơ hội đó, em chỉ diễn những cái vai vui vui hài thôi. Con gái lớn lên thì ai cũng muốn có nhiều người để ý, thì em nghĩ khi mà em mập á thì nó là cái cơ hội nó không đến với em. Quyết tâm của em á, thứ nhất em chắc chắn phải 20 kg nhưng mà em không biết là em mới làm được không nữa. Và thứ hai là em muốn biết được cái khả năng nhảy múa của mình nó đi đến đâu, và quan trọng nhất và em hy vọng nhất là sẽ đạt được giải. Là người cuối cùng có bị áp lực nhiều không? Dạ, thực sự ở bên trong thì em thấy tất cả các bạn lần lượt ra biểu diễn. Còn mình thì vẫn mãi không thấy ra, cho nên em rất là hồi hộp và rất là lo lắng. Và bây giờ là nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời anh Hoài Linh. Bên cạnh một cái chàng trai như vậy, nhảy đẹp như vậy á, mà kể cả vật chất nữa, đó là đưa ra hiện kim, hiện hình, hiện gì đó đầy đủ hết mà em vẫn chảnh chẹ. Em đâu có coi người ta ra gì đâu. Rồi bất cần đó, như vậy là lạc quan sống được rồi. Và cái sự lạc quan đó em đã thể hiện trong cái bài này. Và bài này Lâm Vinh Hải dựng á, thì anh thấy là nhường cái đất diễn cho Thảo nhiều. Thật sự là thấy tội nghiệp cho Hải, bởi vì cũng vật vả lắm. Anh biết là em đang bị đau lưng, nhưng mà hết lòng vì bạn diễn như thế thì anh cũng cảm ơn Hải rất là nhiều. Và hy vọng là chiếc cân này sẽ không hại Thảo. Vậy thôi. Xin mời anh Xuân Huy Trần ạ. Tất cả mọi thứ đầy đủ luôn, là máu lửa nè, gợi cảm nè, tự tin, và anh cũng thấy em cũng sexy trên cái sân khấu này. Cái điều anh thích nhiều nhất là không phải em chỉ là trên cái sân khấu này và em đang nhảy và thi, nhưng mà anh thấy em rất là hạnh phúc và em đang say mê trên cái sân khấu này. Nếu mà em hạnh phúc và vui vẻ như vậy, em chuyển cái cảm giác đó qua cho anh và anh cũng hạnh phúc luôn. Xin mời anh Đàm Minh Hưng ạ. Vâng, có lẽ công việc là diễn viên của Thảo, cho nên nó đã giúp cho Thảo rất là thuận tiện trong cái việc trình diễn cái ánh mắt, cái cơ mặt, thần thái của mình một cách rất là tự nhiên, rất là tự tin và đúng cái vai trò mà Thảo đã chuẩn bị sẵn cho bài diễn này. Tôi cảm thấy rất là ganh tị với các thí sinh thiệt, để mà mời được Lâm Vinh Hải hay Quang Đăng dựng một bài nha, rất là khó khăn. Khó khăn lắm luôn, nó không phải đơn giản mà các cậu ấy nhận lời đâu. Mà tôi vô đây tôi cảm thấy các bạn dựng hết tuần này tuần kia, tôi ganh tị kinh khủng. Là tuần ngày mai tôi sẽ gọi điện để làm việc, nếu mà từ chối tôi là viết tay tôi. Theo anh nghĩ là em không nên sợ đâu. Bây giờ mình làm là vì cuộc sống, đúng không? Bởi vì họ hát họ kiếm tiền, mình làm mình cũng kiếm tiền. Anh trả tiền cao tôi làm, còn ở đây tôi giúp đồng nghiệp tôi chơi hết mình, được không? Thoải mái, vô tư, cái đó là công bằng. Sao nói tới tiền cái im ra vậy? Những người làm công nghề đều biết rất là rõ. Nhiều khi nghệ sĩ mà không phải có tiền là người ta thèm làm đâu, đúng không? Phải có cái tình hoặc là làm cho tạo được cái hứng thú cho cái người dàn dựng nữa. Tôi tin chắc là mình sẽ có đầy đủ những cái yếu tố. Dạ. Tự nhiên đi đá ngược vô hông mình chỉ vậy. Đâu đá ngược. Hồi nãy nói là muốn mời Quang Đăng, Lâm Vinh Hải làm, đó là một điều rất là khó đối với tôi. Thì tôi ganh tị thế này thế nọ. Cuối cùng nói tiền bạc không phải là ấy mà mình sống sao, chắc sống sao người ta mới không nhận nè. Không phải. Tại vì là anh Linh nói là tiền cao mới nhận. Ủa thì đúng đó, rõ ràng anh nói cái gì nó công bằng thôi, đúng không? Đúng, anh nói đúng. Anh nói ngày mai anh sẽ điện thoại làm việc. Ừ, ok anh. Anh cứ gọi đi, tiền cao em làm cũng sống. Một ông hoàng nhạc Việt như vậy thì bây giờ mình lên sân khấu mình cũng phải cân bằng cái mức sống của mình chứ, đúng không? Dĩ nhiên. Anh nghĩ em không biết chơi tới mức độ vậy sao? Nhiều khi cái tình cảm hay cảm xúc của người nghệ sĩ nó còn lớn hơn cả cái tiền bạc nữa. Vì vị trí của Hải đang đứng đây thì có thể là sẵn sàng gật đầu hay là nghe anh Linh khống chế. Chứ còn cho nên là một lần nữa anh Hưng là đến với anh Hưng thì chẳng những là được cao về giá trị mà còn là cái phần tiền thì chỉ là chuyện nhỏ đối với anh Hưng thôi. Thật sự là tất cả những lời tôi nói đó, tôi muốn đẩy cao cái vị trí và cái giá trị của các bạn, vâng, công sức các bạn nhiều hơn thôi. Vâng, một lần nữa tôi thấy rằng là với cái sự quyết liệt như vậy đó, bài dựng hay như vậy và người giỏi như vậy thì Thảo phải cho mình một cái sự quyết tâm xuống ký nhiều hơn nữa để các bạn có thể đi sâu vào vòng trong nha. Tôi tin là bạn sẽ làm được. Và bây giờ mời Thảo bước lên chiếc cân. Cân nặng cũ Thảo có được trong tuần trước là 92,1 kg. Và cân nặng hiện tại là 89,6 kg. Có nghĩa là bạn giảm được 2,5